Dạ. Xe của mình đã đưa Cường về tới cái chỗ mà nhà thờ Diên Lãng này rồi ạ. Nơi mà cô Hà Thị Mạch này ở ngày xưa này. Cổng nhà thờ đây à? Có người đón đây luôn rồi. Dạ, chào anh. Ý, ý ý là đây này, bây giờ mà muốn tạo bất ngờ cho Cường là mẹ Cường á, thì là chẳng hạn như là cho nó xuống Honda nó chở, xong rồi nếu mà chị quay thì em chở chị một Honda đấy, xong cho xe hơi này chạy xong. Dạ dạ vậy được không? Được được. Dạ vâng, vậy thì giờ mình xuống đi, xong mình đi hai Honda, xong ok bắt đầu là em chở chị, anh chở chở Cường, ok xong rồi xe hơi mình chạy sau. ok dạ. vâng rồi chị ấy rồi đó, là em sao xe hơi mình đi xong hả? Xe hơi mình sau thôi, anh cầm mở, anh mở cái anh chị ngồi xe hơi cho em, ngồi xe kia em còn để đóng tay cho. Là nhưng mà ý là giờ mình đi đường nào hướng đây này? Mình đi ngay vô cổng nhà thờ này, xong mình rẽ trái cái là chạy xuống một đường đấy, là để mình đi một đường thẳng vô nhà rồi, nhà okay, nhà thờ luôn. Okay. Cường đang đi xe máy đi phía trước này ạ. Tại nếu mà đi xe hơi vô là mẹ Cường sẽ biết đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ. Là mình muốn tạo bất ngờ cho mẹ Cường thì mình phải đi như vậy, thì mẹ ông Cường chắc cũng biết là em Cường đi xe hơi vô. Dạ, nhưng mà cũng biết là ưỡn chừng là con về rồi đấy, nhưng mà không Tối biết là khi ngày coi nào. như là tối hôm qua thì cứ nghĩ là tối hôm ngày đêm hôm qua về là mẹ mà mấy anh em ở gia đình là đón suốt đêm ấy, À, xong đón rồi suốt là đêm tội vâng nghiệp đón vậy. suốt đêm rồi bắt đầu là sáng nay rồi mới nói là Cường giờ nó mới ra sân bay, thì là bây giờ bắt đầu mới 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 coi như là trong đêm nay thì về, thì cũng nghe anh em với lại mẹ Cường cũng không biết là Cường về lúc nào, thì là bây giờ mình muốn tạo bất ngờ cho mẹ Cường thì mình đi xuống Honda mình đi đây, nhà cái anh đấy là đây này. Dạ, nhà anh của Cường. Vậy là chị với lại Cường gì là xuống sân bay chắc lúc khoảng 5 giờ nhỉ? Nhà nói chung là chị biết sao không? Anh em ở đây thì đông lắm. Nhà Cường như là cũng 6 7 anh em ấy. Đấy, từ vì là nó đi vô trong cái khúc này mà mình đi Honda vô là mẹ Cường thấy quạnh vô là phát hiện liền. Mình chạy chậm chậm lại. Dạ. Anh Chính ơi, chạy chậm chậm anh Chính ơi. Cường mà lúc mà nó lên trên cái YouTube mà chị nở quay á, nhìn cứ tưởng nó lớn lắm chứ đâu nghĩ về đây nó nhỏ vậy đâu. À, nhỏ. Cũng nhỏ con. Vâng, nhỏ con thì nói chung mấy anh em đó bên này cũng nhỏ chứ không có lớn, nhưng mà cũng còn to hơn nó. Cái dạng người cũng khó ăn đấy, không có Dạ. ăn được đồ Tây đấy, Vâng. vẫn còn gốc Việt Nam mà. Cho nên là mới ốm vậy đó. Tội nghiệp cái mẹ của cái mẹ Cường đi cùng, hai đứa đi cùng á, Dạ. là mẹ thì bây giờ cũng nằm ốm cũng nằm liệt đấy, mà giờ coi như là con kiểu cắt liên lạc không ai liên lạc được nữa, thì tội Dạ. cho Thì chị đó đứa thằng cái người đó hiếu. họ không nhận. Vâng thì đấy, thì em nói là chẳng hạn như là tụi nó muốn tìm về gia đình ấy thì nó dễ hơn là mình đi tìm tụi nó. Mình đi Dạ. tìm mà nó không buồn Dạ. đấy, là nó gần tới chưa Dạ về gần tới chỗ rồi nhỉ? đây này, gần tới rồi đây đó, ngày đó là từ vì mình quành xe hơi mà mình vô đây thì sẽ biết liền. Dạ. Tới tí nữa anh Chính, tới tới đó rồi, quẹo quẹo cái đó vô, rồi quẹo vô đó nhà Cường đấy, nhà mẹ Cường đây, xe cứ hơi cứ quành vào đây xong tí mình ra đít ra rồi mình. Tụi sang là về bất ngờ đây Dạ. cho cô, tạo sự bất ngờ cho cô đây. Cường đây này thím. Dạ, chào cô. Dạ, chào anh. Dạ. Vâng.
Chào con. Này, có dùng chị mà. Alo. Dạ, chào anh. Em chào anh. Dạ. Chào cô ạ. Dạ. Cô phải vui lên chứ. Chỗ, nó thấy cô cũng ốm ấy chứ nhỉ. Dạ. Chào chị. Anh là anh thứ mấy của Cường? Anh là anh thứ ba. Anh thứ tư. Anh hai. Dạ. Anh thứ ba hay là thứ tư? Dạ. Mình là lãnh cả đấy. Dạ. Anh là anh thứ tư. Còn thứ năm gái. Cường là nó muốn gặp cô á, ở trên máy bay nó không ngủ. Kêu nó ngủ, nó không ngủ. Chạy trong đoạn nó nói, có được đâu. Dạ. Dạ. Nhà mình là anh em của con của cô đây hết hả? Dạ. Đi năm hàng đấy, năm anh em. Dạ. Bé đâu con? Bé ơi. Rồi. Bữa nay là tụi con xuống máy bay là hơi sớm. Hơi sớm hơn một tiếng. Con làm xin phép. Đấy là em út của Cường đúng không? Út gái đó mà nó. Dạ. Còn có mua chút đồ ăn đó. Rồi nhà mình ăn gì chưa? Không, cũng có rồi. Để mấy cái mời đây ngồi dùng luôn. À không, tụi con mới cũng ăn ở ngoài rồi mới đi về đây. Có cho em ăn cái mì á. Mì gì đó, mì hoàn thánh. Cũng không biết tên nữa. Ở ngoài chỗ Long Khánh á. Thì cho ăn, tại không ăn được đồ trên máy bay. Tí làm bò nè. Bò với... Dạ em... Dạ em no rồi đó. Thì cho Cường á. Cường là khó ăn, là không có ăn được phô mai hay gì đâu. Anh cứ làm đồ ăn bình thường như đồ cơm hay là đồ nướng hay gì đấy. Chiên ăn được. Vâng, đồ chiên ăn được, không ăn phô mai này kia thôi. Còn nấu bún, nấu phở hay gì đấy anh ăn được hết đấy. Vô nhà. Cường khóc à. Đêm qua đọc đến lúc qua Cường nhắn tin về, bây giờ là 4 giờ sáng. Dạ. Nhà cứ thức đợi. Từ dạ. Ngày hôm qua về cứ thức đợi cho đến sáng. Thì đi từ hôm qua mà cô. Đêm qua. Đi từ hôm qua. Đêm hôm qua hả? Con ở bên con ở đi buổi trưa. Trưa hôm qua. Thấy. Thấy chụp cho mình thấy người cũng bự lắm mà về thực tế thế kia. Dạ. Tụi Tuấn bảo. Ta mơ mơ. Cô cũng ốm quá hả? Ốm không có mập. Cô vẫn đi làm không? Vẫn đi. Hôm nay nghỉ. Dạ. Bè à? Bè mất rồi đó. Bè. Có đốt nhan cho bè, đốt đi cho gì? Dạ. Không có nhan, không có rồi. Thì ba của... Lúc mà cô nhắn tin cho con thì ba của Cường đang còn bệnh đúng không? Vâng. Đang còn bệnh nên muốn... Không bệnh. À, không bệnh nhờ, lúc đấy cũng mong muốn, cũng yếu mà cũng mong muốn gặp con. Không bệnh chỉ nhưng có, mà không có chờ được gặp Cường mà đi trước. Không có ăn cơm, mấy năm không ăn cơm. Đâu có uống sữa với ăn cháo, xong rồi sau đấy là kiệt sức là chết, không có đau đâu. Dạ. Chào anh. Chào cô. Chào em.
Tôi á là dòng họ tôi là anh trai lớn, dạ. Con ông bác. Dạ. À, cũng hân hạnh là ngày hôm nay là rất cảm ơn cô dạ. Đã đưa em tôi về đây. À, thật sự ra thì chúng tôi cũng không biết nói cái gì hết, bởi vì chúng tôi là người Việt Nam mà chúng tôi là người nông thôn không à. À, thì trên trang mạng là chúng tôi cũng có theo dõi. Dạ. Nhưng mà bữa nay mà cũng nhân cái dịp này mà cô cũng vì cái tình thương mến của gia đình mà cô đưa em tôi về tới đây thì thật sự ra là cô rất cảm ơn. Dạ. Cường nó cũng sợ, nó không có đi một mình á, cho nên là không đúng em nó thì nó đi quá xa rồi. Dạ. Quá lâu, lúc đi mới 7 tuổi chút xíu này. Anh thì là con của bác hai. Dạ. Tức là bố là anh ruột của bố Cường. Dạ. Ừ. À, dạ. Bác hai thì cũng là đích tôn. Dạ. Mà nếu mà giờ Việt Nam mình thì tôi cũng là một người anh đích tôn. Dạ. Của dòng họ Trần. Dạ. À, trong gia tộc mình. Dạ. À, nó là như vậy. Thương quá ha. Dạ. Cho Cường đốt nhang cho ba cũng không có nhang. À không có nhang. Dạ. Thôi em ngồi uống nước đi. Nhìn nhà trong lúc quay thấy to khó lắm. Dạ. Không nói mà là nó giống đạo nhiều. Giống đạo nhiều. Giống đầu. Thầy giống cô nhiều nữa chứ. Giống cô nhiều. Còn mấy chị là mấy chị dâu. Dâu. Hai dâu đâu rồi. Này á, tôi nói về em cảm ơn. Hai người giống y xì nhau à? Dạ. Đây có giống y xì nhau không? À, quý có nói nóng. Nóng, trong kia là bật máy lạnh để từ nãy giờ tí để cho nó lạnh. Dạ, dạ. Ở bên kia là đang là trừ 1 đến 3 độ. Ban ngày thì bây giờ nó đỡ đỡ hơn chút nhưng mà nó cũng vẫn là. Mà ở đây xóa thành phố thì mát thành phố nhiều. Dạ. Thành phố giờ thì nóng lắm. Đây là đi xì tao. Em út của Cường sao? Trẻ đẹp nhỉ. Cường là nó sinh năm mấy vậy? 88. 88. Năm 89. Dạ. Ngày thì 78. Dạ. 88, 80. Cho em con cho ăn gì? Hủ tiếu ở ngoài rồi. Cho nên là giờ chắc không đói đâu. Con có mua cho cô vịt quay, heo quay gì đây. À mà coi. Em nó không biết nói tiếng Việt hả? À, không nói được tiếng Việt. Nhưng mà nếu hỏi gì, nói chuyện gì thì sử dụng Google. Yeah. Thằng này á, tôi nói với cô á là nó thằng là khôn nhất của nhà ông chú ra đây. Nếu nói về nó mà cái độ này, ngày xưa mà còn nhỏ đó là nó là cái đứa khôn nhất. Dạ, dạ. Nó lành lắm. Nó lành lắm luôn đó. Dạ. Yeah. Ngày hôm qua thì tôi nghe em nó báo là nếu mà đợi nó về anh vô. Nhưng mà tôi cũng nằm, tôi cứ thiêu hồi 4 giờ sáng đi dậy. Thế nó sao ông Trường về chưa? Mai ngay. Dạ. Bác người sẽ giấc đó giờ này bắt ngủ mất. À, thì bác thì cái chừng 6 giờ là ngủ rồi. Bác ruột của em nó đó là cũng 85, 86 tuổi rồi. Dạ. Ừ, nó thì nằm ở khu nhà thờ ngoài thôi. Dạ. Có một hôm nó có đeo rồi, không biết nó đeo. Ngủ chứ. À. Chứ ngủ. Thì ý là nó đeo vào đó, không thích thì nó chạy đó. À, không ra là hả? Dạ. Không, nếu mà ra kêu bác vô thì bác vô đó. Chờ bác vô, bác vô. Nó cổ cái bác vô rồi, bác thì bác đeo. Thì bây giờ cháu á, thì không biết nói tiếng Việt Nam, bác á, thì biết không nghe. Cháu đi về ngoài đấy trước, kiếm em về thì nào nhá. Về hả? Dạ. À, em ở nhà, xong rồi tí nữa rồi. Dạ, em cảm ơn nhiều. Dạ, tí nữa rồi. Dạ, dạ, dạ chú. Dạ, chào anh. Không, cháu biết mấy chị là mấy chị ấy nói là chị xem anh ở ngoài đẹp hơn là trong TV. Dạ, cảm ơn ạ. Người đẹp thì trong TV ở ngoài vẫn cứ đẹp. Tụi chú á, chắc là chú thôi, bởi vì chú năm nay chú cũng 60 mấy tuổi rồi, 64 tuổi rồi. Dạ, thì em cũng là 40.
gần 40, 39. Nếu mà 40 thì còn nhỏ hơn con của chú. À, dạ. Dạ. 40 nhỏ hơn. Con chú nó 41 rồi. Nhưng mà chú đông con lắm, cũng đông lắm, 6 đứa lận. Dạ. Em là thế còn to gạc đê tua. Nhưng mà nói, bây giờ cháu nói với Cường á, là về bên á, là lo học tiếng Việt đi. Có mình trao đổi cũng được. Còn như, bây giờ Việt Nam á thì... bây giờ anh nói em nghe hả? Bây giờ anh nói về nè, giờ em á, em về bên đó nếu em rảnh, em học tiếng Việt đi. Anh cái này anh dốt lắm, anh không biết. Anh nói em á, nếu mà về bên đó. Nói cái này nè. Nói cái nào? Cái này. À, nói cái này hả? Thì đây. Rồi. Rồi anh nói đi. Anh nói với em á, em về bên đó nếu rảnh em cập nhật thêm tiếng Việt. Thôi ngắn ngắn thôi được rồi. Ừ. Rồi thì về đi. Việt Nam thì nó dễ trao đổi hơn. Còn chú bấm này, bấm này nè. Bấm cái nào. Bấm rồi để cho nó dịch lại cho nó nè. Ừ. Malheureusement, j'ai oublié la langue et tout ce qu'il y a. Thật không ai, tôi đã quên ngôn ngữ sau tất cả thời gian này. Là cái này là chị chờ con là Cường đi là tổng cộng bao nhiêu năm vậy cô? 27 năm. Mà hôm nay là tìm về được cô. Ở trên máy bay là không ăn sốt kiểu sốt ruột đó chú, cô. Chú nói với Sang cái này. Thật sự ra ông chú lúc còn sống luôn mơ ước gặp được Cường một lần. Nhưng mà không thể gặp được. Mà thì đến lúc vì bệnh hoạn. Thật sự nhưng mà luôn lúc nào cũng mong muốn rằng sẽ gặp lại đứa con. Bởi vì trước khi mà đi á thì mới về sơ lúc hồi đó thôi thì cứ cho nó đi. Khi mà sang bên đó 18 tuổi là người ta sẽ cho liên lạc về. Nhưng mà cuối cùng đâu có được đâu, đâm ra thất vọng. Mà cuối cùng ông cứ đi ra ông nói chú giờ chú bệnh lắm rồi, giờ chú chỉ nhìn thấy thằng Cường một cái chú chết cũng được. Cái hôm mà đi dẫn cái nhà ông bác này thì bố này nó bảo chú đi ra ngoài đừng có nói gì cả, nói rồi vãi tội ra, ý là đang nói là bác hai không cho đi. Chích đi trên nỗi vậy. Chích đi nói là đi ra ngoài mà đừng nói chuyện ấy, nói là vãi tội ra, cái chuyện là bác hai cấm không cho đi, ngăn cản không cho đi, đã nói bảo mẹ đừng nói gì nữa, cứ để ra bác hai. Thì lúc đó nó khoái đi là sao? Nó mê đến trong người. Nói sơn chở bác hai là đây, chở bác hai gặp chồng mà nó qua đây nó học võ mốt là nên là giống như sơn bộ lông. Bác không nói em lấy cái cây viết, em viết vô cho bác nhìn, bác chạy vô. Thì không gọi được hết. Sơn chở mẹ đi xây trong ba cái mà to, chưa đi xây ba cái mà to. Ông bác hai thì thương cháu lắm. Sơn nói với con là đến năm 18 tuổi ok. Khi nào mà con đi biết là theo đạo chính phủ xong con được về. Nói tôi như vậy. Ở bên đấy thì mà ba mẹ của Cường cũng thương á. Thương Cường là 18 tuổi cho con về thăm gia đình nhưng mà tìm không được với tiếng Tâm không biết đó cô ơi. Rồi khó lắm. Rồi may mắn con thấy giống như kép màu cô ha. Kép màu nha. Cái em thì nó quá bé đi. Thật sự ra thì mình thấy á, giữa tôi thì tôi thấy giữa bản thân tôi luôn. Khi đi 18, 19 tuổi nhưng người ta đi sang bên đất chừng 10 năm người ta quên liền. Mà em đâu nó đi nó còn quá nhỏ đi. Mà thật sự ra đúng được như thế này là tôi nói thiệt rất quý luôn. Bởi vì cái cuộc sống nó nhớ nó nói là con bé nó xanh trong nhà. Nó xanh bảo đỡ đến nhà xanh không nhớ. Nó nhớ em. Cho Cường ra lấy đồ. Lát cho chị xem sang cho chị thành viên.
mấy người này theo dõi kênh 30 năm. Ây da, mấy chị. Ây da. Ồ mà sao chị đeo khẩu trang à? Dạ. Dạ. Em ra xe để lấy đồ. Ui, cường. Giờ ra xe lấy đồ ở đây. Cho em mượn con dao vậy. Để bạn để mặt điện. Ừ, đúng rồi đấy. Cường, cường đúng chị, của Cường đây. Đây là tung sắt cái cường. Tung sắt. Có nào không nhỉ? Cái vali này của chị này. Các cái chìa khóa thôi, cái nhỏ này thì không có gì hết, có quần áo thôi. Cái này nó có cái chìa khóa ở đây nè. Chưa? Phục ta maman. Phục ta maman. Merci. Là sushi. Cái kéo nó lại hay chưa? Kéo nó lại, coi khóa lại luôn. Để từ từ, từ từ. Dạ. Đây, cho đây. Dạ. Yeah. Chị này thì thôi hâm mộ rất fan đó. Coi ngày coi đêm. Dạ, cảm ơn mấy chị. Chụp sang hai tên ta đẹp đẹp tí nha. Ta cũng đăng lên nha. Coi biết coi mà mấy ngày nay đã sút cà ruột mà nhờ con ở gần đây. Coi ngày chị mà. Mình ra ngoài kia cho nó sáng không? Ra ngoài sáng. Dạ. Chị này là thần tượng nhiều nhất. Ngày nào cũng theo dõi. Dạ. 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 Thêm một người nữa, Lên 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 em. Lên từ bữa nay. Ừ. Chụp chứ, chị Tư á. Chụp đi tí về nhà chỉnh. Chỉnh lên là đẹp lên liền. Em 39. Những cái sàn trong mình kia, trong kia thì em còn rất sát á. Nhìn nó bự bự đúng không? Dạ. Rồi cứ lo thôi, sáng nay coi là nói thấy em có livestream nhưng mà nghiệt lên không thấy nét. Tú ơi, dạ. Chị nói chắc không về chưa. Tú đâu? Dạ có về hè mới. Tú đâu rồi? Tú. Ừ, bây giờ là em chuẩn bị em sẽ về. À, chị mua đều mà. Bên đấy trồng nhiều lắm. Dạ. Dạ. À là. Dạ. Anh kia về đi mất hả? Đây là con của ai? À, vậy hả? Đây là con anh Tuấn, con lớn hả? Dạ, lớn vậy á. Đang học năm 3. Dạ, đại học rồi cô. Dạ. Đây thằng lớn, còn con bé này này, này có hai anh em ấy. Còn thằng em dạ. Này. Đây là vô lớn này. Sao ai có cái này thế? À, cái này, cái mic để nói. Chào ba cơ. Con anh Tuấn. Yeah. À, con giờ đưa Cường về rồi, giờ con xin phép cô cho con về nhà. Tại giờ về nhà là có thể là 10 giờ, 9 giờ mấy. Nhà con thì chắc mà cũng đang mong. Vâng. Cũng biết là mình về đấy. Vâng, thôi thì cô ấy về hôm nào thì mẹ con thức vào. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Cô Sang ơi. Dạ. Vậy em của tôi nó có biết nói tiếng Anh không? Không. Nói một chút xíu có thể nói được một tiếng. Còn nếu mà tiếng Anh thì con của tôi, con gái của tôi, con rể của tôi là ok nếu nói tiếng Anh. Có thể nói được một bởi chút xíu mà không nhiều đâu. Buôn bán nước ngoài rất là nhiều. Dạ. Mà tiếng Pháp thì chắc nó không biết.
Tiếng Pháp thì của bạn tôi thầy biết. Khánh. Tiếng Pháp thì ông bạn tôi là rất là rành. Dạ. Tiếng Pháp thì Cường rành. Dạ. Thôi để lúc nào tôi nhờ ông ấy xuống nói chuyện với nó lúc. Dạ. Bây giờ để anh Thanh ơi, anh mở cửa giùm em với cái con xin phép cô để cho con em chào mấy anh mấy chị nè. Em xin phép về nhà. Tại giờ nó cũng trễ rồi. Có thể làm gì dùng? D'accord. Ça va? Encore un grand merci et Oui, après tu as envoyé un message, ça va? Oui. Ça va? Encore merci son. Oui, pas de souci. Oui. Con đi nha cô. Em chào mấy anh, mấy chị nha. Dạ, em chào anh. Bye, dạ. Tụi con về Bình An nha. Dạ. Nó về bây giờ nó nháp lắm, nó đâu có biết gì đâu, bỡ ngỡ lắm luôn. Vâng, giờ cho đi tắm rửa, nghỉ ngơi là... Tội nghiệp lắm. Ok. Hồng Ngao dẫn xe ra Em cảm ơn anh nhiều nha. Rồi. Dạ, hẹn gặp. Em chào mấy chị. Bác, dạ. Cô sang đây, cô nói mấy tiếng này, ông bác ruột đó này, bác hai đó. À, bác ruột. Bác hai đó. Bố, anh ruột của bố nữa. À, quý. Cô nói cho nó mấy tiếng này cho nó biết. Monsieur Inela. Bác Thảo đó, nói bác Thảo. Monsieur Eric. Anh hai của bà. Xung phe đồ papa. Phe đồ papa. Ừ. Ừ. Năm nữa rồi, chung phần chưa? Mày có biết tao không? Năm nữa rồi. Nó đâu có biết tiếng Việt đâu. Con trong mấy chục năm. Yeah. Đi mấy chục năm. 27 năm. Nó đi mấy chục năm. Mấy chục. Đi sao về đến mấy chục năm. Và xét tông in. Đi sao về đến mấy chục năm. 27 năm. Xe văn xét tông. Chú ông Benjit. 27 ans. Oui. Mấy chục? 27 năm. Lúc đầu nó đi, ông này không cho đi, trốn đi. Dạ. Yeah. 40 năm hay 30 năm. Dạ, 27 năm. Hồi nhỏ là khoái đi. Dạ. Hồi nhỏ đòi đi. Tao cũng đòi đi hết bộ. Đi vào trong nhà rồi. Dạ. Rồi. Đi vào nhà. Ông vào không thế? Để đi về nghỉ đây bữa nào qua. Dạ. Thôi lúc nào mà em xin phép sang lúc nào mà rảnh thì ghé chơi một tí. Dạ. Ví dụ như lâu mà có muốn nói chuyện gì cô thông dịch như vậy. Dạ. Nhé. Dạ. Nhớ biết dạ. Nhà. Dạ. Còn nhà tụi okay. Tôi thì ở sát nhà thờ này hết rồi. Em chào. Không mà mình còn khoái cô Trang chưa còn thông dịch rồi chồng thông dịch còn thông dạ. Chồng thông dịch còn ok hơn. Dạ chồng nó nói chuyện hay. Chắc không được. Dạ. Chào chị nha. Dạ. 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 Chị. Dạ. Chào bà nha, về Bình An nha. Em chào mấy chị. Rồi. Nhưng mà nhà sang nhà nhìn trên hình đâu đẹp được như vậy đâu. Dạ. Yeah, em cảm ơn. Thực tế là rất là dạ yeah, em cảm ơn. Ok. Ok, tập bên moi, ça va? Oui. Au revoir. Bonsoir, bonne nuit. Oui.